Chào quý anh chị, hôm nay em lại review cho anh chị xem một lô đất nằm tại xã Cánh Phú. Thì lô đất này có tổng diện tích là 500 m² mà giá chỉ có 300 triệu thôi. Thì mời quý anh chị theo chân em xem cái lô đất này như thế nào nha. Đường bê tông hiện trạng 5 m. Đây, vị trí lô đất. Thì hiện trạng gia chủ đã trồng cây xoài lên rồi. Đang dưa cây đây. Thì mặt tiền là nằm từ cột bên đây sang tới cột bên đây là mặt tiền đã tới 16 m nha anh chị. Thì chiều sâu lên tới cái cột bên kia là 31 m. Thì lô đây là tổng diện tích là 500 m², giá chỉ có 300 triệu thôi. Thì lô đất này có một cái vị trí mà hướng bắc mát mẻ luôn, để anh chị có thể về đây để làm vườn. Đất này đất cây hàng năm khác nha anh chị. Thì theo em chết trong quy hoạch đó thì cái lô đây thì chưa có lên quy hoạch thổ gì cả, chỉ có đất cây hàng năm khác thôi. Nếu như quý anh chị quan tâm về cái lô đất xã Cánh Phú này để về làm vườn á, thì với tổng diện tích là 500 m² mà giá chỉ có 300 triệu, thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của em 0896 489 812 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp nha anh chị. Hẹn gặp anh chị ở các video lần sau.